Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Piao. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cánh cổng thân thương đây. Mỗi lần cái cánh cổng này xuất hiện là chúng ta lại bắt đầu một phần mới trong chuyên mục thí nghiệm mini đua các bạn ạ. Gần đây thì mình có nhận được rất là nhiều yêu cầu, đó là anh Mèo Péo thử tạo một cái sờ kim Mèo Péo siêu to khổng lồ, to hơn cả bút tượng cổ đi, đó. Không có người lại bảo anh Mèo Péo là thử cho 100 sờ kim mèo hồng đối với cả một sờ kim Mèo Péo khổng lồ đi. Thì mình lúc đầu mình cũng thắc mắc là ok, skin mèo hồng là skin nào. Thì sau một hồi mình lục lại thì hóa ra là ngày xưa mình có một cái bộ skin mèo hồng thật các bạn ạ. Đây, bạn nào mà còn nhớ hồi trước thì Mèo Péo có một cái bộ đi biển á. Bộ mèo hồng đi biển đó, trời cực kỳ nhìn kiểu nam tính luôn, màu hồng nam tính các bạn ạ. Rồi, thì hôm nay theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ cho 100 cái skin mèo hồng này đấu với cả một skin, chỉ một skin duy nhất nhá, một skin Mèo Péo khổng lồ các bạn nhá. Chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là làm thế nào để có thể tạo được một cái skin Mèo Péo khổng lồ đúng không? À, chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là tạo thế quái là được. Mình sẽ tạo cho các bạn một cái skin Mèo Péo khổng lồ, nó còn to hơn cả boss tượng cổ luôn. Ok, thì trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Péo các bạn nha. Và bạn nào dự đoán Mèo Hồng thắng thì đừng quên để lại bình luận phía 1. Còn bạn nào dự đoán là Mèo Péo khổng lồ thắng thì đừng quên để lại bình luận phía 2 nhá. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ phải vào kho plugin các bạn ạ. Mình sẽ thêm cái skin mèo hồng trước. Sinh vật này, mình sẽ bấm tạo một cái sinh vật mới. Ở đây thì mình mới có thầy bói Mèo Péo thôi, nhưng mà không biết là có sửa là cái thầy bói Mèo Péo nữa. Thôi kệ đi, mình sẽ tạo ra một cái skin Mèo Péo mới các bạn ạ. Rồi, đầu tiên mình sẽ đặt tên nó là... Từ đã, mình chưa mở tiếng Việt. Ok, anh em đợi xíu, mình mở tiếng Việt đã. Rồi, đặt tên nó là Mèo Hồng, Mèo Hường đi. Mèo Hường đi cho nó kiểu văn văn các bạn ạ. Rồi, ở đây mình chọn phần DI này. Ủa, ở đây mình có Mèo Péo sẵn rồi này, ngon. Ê, tí nữa đỡ khỏi tạo skin mới các bạn ạ. Cái tóc mèo đâu không ta? Đâu nhỉ? Tóc mèo đâu rồi? Đây, ok. Cái mặt, mình sẽ cho nó mặt gì nhỉ? Mình cũng quên sự là hồi xưa cái mặt mèo hồng là gì rồi. Chết dở, mình là quên mất mèo hồng, kệ đi. Mình sẽ tạm thời cho nó mặt này đi vậy. Nhìn cái mặt nào cute tí nhỉ? Đây đi. Đây đi, cho mắt hồng mà, mắt hồng má hồng đấy. Khá là hợp với cái bộ mèo hồng các bạn ạ. Áo đi biển này, ok. Găng tay, chắc là không cần găng tay đâu nhỉ? Thôi, bỏ găng tay đi. Găng tay được không nhỉ? Thôi, chắc là khỏi cần găng tay các bạn ạ. Thôi, làm tí găng tay đi cho nó màu sắc tí. Ok. Quần này. Rồi, giày. Mình quên sửa giày gì, thôi giày mèo đi. Cho nó giày mèo các bạn ạ. Ba lô à? Ba lô con gấu. Ôi, ba lô con gấu nhìn cho nó cute các bạn nhá. Rồi, tạm thời như này đi. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái ba lô, chỉnh cái mũ trước đi. Chỉnh cái mũ thành màu hồng trước cho nó hợp lý các bạn. Màu hồng như nào nhỉ? Lô. À đây 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 đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, hợp lý luôn các bạn ơi. Rồi, kia màu hồng, ok. Chỉnh màu hồng cũng khá là dễ thôi. Đến cái kính, có gần kính nhỉ? Đây, có cái dán mặt màu hồng đây. Cái áo này chỉnh ra màu hồng này. Ok, màu vàng thì màu hồng này. Rồi, màu hồng nốt. Ok, rồi. Tiếp tục đến cái găng tay màu hồng này. Ok, găng tay màu hồng. Nhìn nó, cái đấy là màu hồng nam tính luôn nhá. Mà màu hồng hơi bị nam tính luôn. Rồi, màu hồng nốt này. Màu hồng nốt này. Ok, màu hồng này hơi đậm nè. Nó sáng sáng một chút rồi, ok. Khiếp thật, anh Samtro, cái ơi, có hình Samtro các bạn thấy không? Này, có hình Samtro này đó, hình Samtro. Ấy, mèo peo hồng này hơi bị kinh đấy. Có hình Samtro các bạn nhá, Mèo Peo Samtro. Được đấy, được của nó các bạn ạ. Chỉnh ra màu hồng này, rồi. Màu hồng tiếp. Mèo Samtro, chính là phải đặt tên là Mèo Samtro các bạn ạ. Mèo Samtro chứ không phải là mèo hồng. Khiếp thật, nhìn kinh quá, nhìn ngầu quá các bạn ạ. Đấy, rồi, ok. Đổi cái ba lô nốt là xong, có dấu chân màu hồng nữa. Không có dấu chân màu hồng, các thôi để tặng tôi cho con mèo đi. Rồi, cái lưng là cái nào nhỉ? Cái lưng là cái con gấu đúng không? Màu hồng luôn. Màu hồng nam tính. Rồi, nốt cái này nữa là xong. Ok, vậy là Mèo Péo đã hoàn thành. À đưa tôi, hình như lúc nãy là mình không phải cái ba lô. À đúng rồi, lúc nãy cái ván trượt mình nhớ rồi. Tí thì quên, lúc nãy cái ván trượt đúng rồi. Cái bộ đi biển mà, mình quên mất cái bộ là cái bộ đi biển các bạn ạ. Rồi, để mình chỉnh lại màu hồng đã. Ok. Ok, rồi. Hợp lý. Từ từ, cái này chưa đủ này. Cái này màu hồng nốt này. Ok luôn rồi, hợp lý luôn các bạn ơi. Rồi, có vẻ khá là ok đấy. Nhìn anh Mèo Péo Samtro, nhìn được của nó đấy. Rồi, lưu. Thêm, ok. Rồi, Mèo Hường xong.
Nén máu này mình sẽ để là 100 đi. 100 con mình sẽ cho yếu đi các bạn ạ. 86 cho phong thủy. 86. Cái này cho 15 thôi. Cho 15 thôi các bạn ạ. Hay cho 10 đi. Cho 10 đi cho nó yếu yếu hẳn đi. 100 con mà. 100 đánh 1 mình nghĩ là cho 10 đi. Nhờ. Di chuyển nhanh đây. Cái này là tắt này. Tắt này. Tắt tắt. Ok. Chiến đấu tối đa thì đánh tối đa đi. Cận chiến này rồi. Chủ động rồi này. Có một tấn không công có này. Tắt 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 tắt. Ok. Nâng cao cái này xóa. Rồi cái này tạm thời để đấy đã. Ok rồi xong. Ủa chắc là lag hay sao các bạn ạ. Chắc là tí nữa vào tự thành màu hồng đấy. Chắc là nó hơi lag gì thôi. Ok rồi. Cái này là hơi lag tí nữa. Chắc là vào mình nghĩ nó sẽ tự thành màu hồng. Rồi để mình thêm tiếp nào. Cái mèo béo đâu nhỉ. Mình nhớ không nhiều hồi trước mình có cái bộ mèo béo. Đây mèo béo đây. Đây 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 đây, đây. À, bây giờ mình muốn sửa không biết được không nhỉ. Không biết bây giờ có sửa được không. Chỉnh sửa không sửa được, không sửa được. Bây giờ cái này mèo béo bây giờ nó đội khác rồi, nó không kể như này các bạn ạ. Thôi thì đại đội ván trượt là bây giờ mèo béo là chuyển qua đội cái ba lô gấu rồi, thôi kệ đi. Ván trượt cũng được các bạn ạ. Rồi cứ tạm thời thế đi, lười chỉnh quá. Cái này mình sẽ để tối đa hết này, tối đa hết đúng không? Tối đa hết tấn công rồi, ok này. Cận chiến này, chủ động tấn công này, ok. Để coi xem nâng cao này, cái này xóa này, cái này tía chỉnh sau. Cái này tối đa tắt 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 rồi, ok. Tắt hết chưa nhở? Để mình coi nào. Tắt, ok, tắt rồi. Lưu trở về, ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh nâng cao nữa. Chỉnh cái này sửa thành mèo hồng. Mèo hồng đâu rồi? Mèo hồng, mèo hường chứ. Đây, Ủa tại sao con mèo hường lại con lợn nữa? Ủa, tại sao con mèo hường lại bị biến thành con lợn vô lý? Mặc dù con lợn nó cũng là màu hường đấy. Rồi, ok. Nâng cao này. Con này tấn công con mèo peo đây, mèo peo là con nào? Thầy bói mèo peo đây không phải đây. Mèo peo hay con gà what the hell. Ok rồi. Vậy nhá. Hiện tại mình vào game ấy thì cái con mèo peo này nó chưa được khổng lồ đâu. Rồi. Để mình sẽ gọi cho bạn coi nhá. Hiện tại là cái con mèo peo này nó chỉ là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nó chưa thành khổng lồ các bạn ạ. Từ từ để mình sẽ tìm một cái vị trí nào cho nó hợp một chút. Mình nhớ không nhận là bên kia kìa. Ở bên kia mình có rất là nhiều khu đó, có rất là nhiều khu đây. Có cái khu này hồi trước mình có thử cái skin robot đây, rất là to khổng lồ luôn. Đây mình nghĩ là khu này rất là hợp lý đấy. Đây từ từ anh em bình tĩnh nhá, bình tĩnh anh em cứ bình tĩnh. Ôi chà, tắt mấy cái máy spam này đã, khiếp thật. Mấy cái máy spam này làm lag map lắm. Đập. Ok rồi, hiện tại thì nếu như mình gọi cái mèo peo bình thường ra ấy, đó thì nó chưa khổng lồ đâu các bạn ạ. Để mình sẽ gọi thử cho bạn coi nhá. Đợi xíu, anh em đợi xíu. Đâu nhỉ? Thôi mình lấy tạm cái khối đất đi. Dùng tạm cái khối đất đi. Đây. Bởi vì bạn nào không biết thì chúng ta không thể nào đặt được cái gì cả đấy. Không thể đặt được cái khoáng đá siêu cường nhá. Đấy, rồi. Đó, thì bình thường nó chỉ to nên là hết mức các bạn ạ. Mình muốn làm cho nó to kiểu siêu to cơ. Đây, thì bây giờ mình sẽ mở cái kho thì giờ chắc là mốt chứ. Mình sẽ mốt cái này cho nó thành siêu to khổng lồ nhá. Anh em đợi chút để mình bật cái màn hình máy tính đã. Đây hiện tại là mình đã bật cái màn hình máy tính rồi. Anh em đợi xíu nha. Đây mình có sẵn một cái file đây, mình có mở sẵn cái file mốt đây rồi. Bạn nào mà không biết cách mốt thì có thể coi lại mấy phần trước nhá. Cái này thì rất là dễ thôi. Thì nó cũng chỉ là sửa file các bạn. Đây nó đây hình như phải nhỉ, đây là tuần lộc, đây là file tuần lộc. Đây hình như đây là cái file skin đi đây. Để coi thử nào. Thầy đây thầy bói mèo peo. Không phải mèo peo các bạn ạ. Đây đúng không? Hay đây là mèo peo. Chả biết cái nào là mèo peo đó các bạn ạ. Để coi tên á. Đây là cái gì đấy? Đây là mèo hường. Đây là mèo hường. Thế thì mèo peo là cái này à? Ok, không phải mèo peo rồi. Thế bây giờ đừng ngồi tìm lại cái mèo peo cũng mệt nhỉ. À không. Đây à? Đây hình như đây. Đây là mèo peo. Đúng rồi. Đây là cái file mèo peo. Các bạn để ý nhá. Các bạn để cái phần này model. Đây này, cái phần model scale này đấy. Bình thường nó là 2 nhá, đây. Bình thường ấy nó là 2 đây. 2 tức là độ. Đây, 2 tức là cái độ khổng lồ cực lớn tối đa của cái kho plugin này. Bây giờ mình sẽ sửa cái này lên to hơn nữa, ví dụ mình chỉ là 10 đi. Tức là nó sẽ gấp 10 lần đấy, các bạn gấp 10 lần luôn. Đấy, mình chỉ là 10 nhá. Thì trong kho plugin nó sẽ tự động chuyển thành 10. Đây, nhìn kỹ này. Đó, trời ơi, siêu to khổng lồ luôn. Đây mình sẽ thử vào trong game này. Từ đây mình sẽ thử vào trong game để coi xem nó to như nào. Ai chả. Trời ơi, có thể chưa to chưa. Ok, hiện tại là 10 nhá. Hiện tại là 10 nó to như này rồi. Mình sẽ thử chỉnh lại 20 xem như nào. Sợ là lag map các bạn ạ, mình sợ là lag đấy.
20, xin nào 20, ok. Để mình xem tối đa là to bao nhiêu nhá. Cái này thí nghiệm thôi, lag cũng được các bạn ạ. Ú trời ơi, có vẻ là khổng lồ nhá. Ai chà chà, ú trời ơi, ú trời. Ôi mình nghĩ thế này là quá to rồi các bạn. Chứ bây giờ mà xây to nữa thì nó lại hơi bị lag các bạn ạ. Mình nghĩ thế này thôi nhá. Hay mình thử đi, mình thử chỉnh lên 50 đi thế nào. Thôi thử phát quấy nhá, thử phát quấy nhá. Mình nghĩ là lát nữa mình sẽ chỉnh lại 20 bởi vì 50 nó lại to quá. 50 xem như nào. 50, ok rồi. Để coi thử em nào. Úi dồi ôi, 50 này chết thật. Ok, để vào game thử em nào. Úi dồi ôi, căng. Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì chưa? 50 của bạn đấy, trời ơi. 50 đấy các bạn ơi. Ôi trời ơi, thôi. Mình nghĩ là chúng ta sẽ chỉ chỉnh đến 20 nhá. Chứ thế này nó lag sấp mặt các bạn ạ. Ok. 20 thôi bạn nào mà, đừng có bạn nào nghịch dạ như mèo peo nó chỉnh lên 50 mà mày yếu ý là đi luôn đấy, trời ơi, văng game luôn đấy các bạn ạ. Rồi mình nghĩ là chúng ta chỉnh lên 20 nó là quá hợp lý rồi, không có lý do gì để chỉnh lên 50 đâu. Ok, 20 nó đã quá là khủng bố rồi các bạn ạ. Rồi hiện tại là mình đã có cái con mèo peo siêu to khổng lồ đấy, 20 là quá to rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ thì mèo peo sẽ triệu hồi ra 100 con mèo hường. À, mình sẽ để ở đây. Mình sẽ tạo một cái lồng kính. Tạo một cái lồng kính các bạn ạ. À, để coi nào. Mong rằng cái con mèo béo khổng lồ kia sẽ không tấn công. Hey. Ok. Tạo xung quanh này. Chỉnh cái file này hơi mệt. Thực ra là ở trên điện thoại hay trên PC cũng vậy các bạn ạ. Làm khá là dễ thôi. Chỉ cần vào chỉnh file thôi. Nhìn thì có vẻ tầm vĩ mô bác học lại nhưng thực ra rất là dễ. Thật, hồi lúc đầu mình cửa mày mò. Nhưng về sau kiểu làm quen nó khá là dễ. Để thử nào. Oh, con mèo béo này không biết gì, để thử nhá, để mình thử nhá. Đặt thử một con cho nhào. Ui, nó có biết là sao đấy. Từ. Ây, mình đếp. Ui, trời lát thế. Hey. Ui, trời bị lát cận ạ. Ok, rồi. Hey, đánh nhau không? Ủa, chúng mày có đánh nhau không? Hey, đánh nhau đi chúng mày. Hello. Ui, chúng nó có đánh nhau các bạn ơi. Hình như là chúng nó có đánh nhau đây. Nó có đánh nhau nhưng mà kiểu một con khổng lồ quá thế nên nó không đánh được các bạn ạ. Ủa, cái con mèo béo bị khổng lồ quá hay sao ấy các bạn ơi. Để mình thử nó gọi ra bên ngoài thế nào. Hay là do nó to quá không đánh nhau được nhỉ. Jolly. Để thử bên ngoài thế nào. Ờ đây. I know. Có đánh nhau nha, từ. Vậy là có đánh nhau, ok mình nghĩ là mình sẽ thả luôn ở ngoài các bạn ạ. Chỗ kia nó hơi hẹp rồi. Mình sẽ thả luôn ở ngoài các bạn ạ, chỗ kia nó hẹp quá à. Để mình giam thử trong lồng kính xem con mèo peo này nó có đánh được xuyên lồng kính không. Mình nghĩ là nó không đánh được xuyên lồng kính đâu. Ok, rồi. Rồi. Tạo một cái lồng kính này. Hey. Ok, thử em nào. Hey, đánh thử đi. Đánh đâu? Ờ, hình như là không phải. Ok, ổn đấy. Con mèo peo nó nhìn xuống nhưng mà bị vướng lồng kính. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi ra 100 con mèo hồng nào, còn mình sẽ tua nhanh một chút. Ok, bây giờ xin phép tiếp mục tua nhanh bắt đầu. A few minutes later. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang thấy có hiện tượng giật lag rồi. Mà mình cũng không biết là mình đang gọi ra bao nhiêu con nữa. Hiện tại là FPS của mình chỉ còn có 10 mấy thôi, trời ơi rất là lag luôn. Chắc là mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng ở đây thôi, mặc dù mình không biết là có đủ 100 hay không. Nhưng mà thôi nhá, tạm dừng các bạn ạ, bởi vì nó đang rất là lag luôn. Hiện tượng giật lag rất là ghê rồi. Thì bây giờ màn so găng giữa mèo peo khổng lồ và 100 mèo hường xin phép được bắt đầu. Bạn nào dự đoán 100 mèo hường thắng thì đừng quên để lại bình luận phím 1. Còn bạn nào dự đoán mèo peo khổng lồ thắng thì đừng quên để lại bình luận phím 2 các bạn nhá. Ok, trận đấu xin phép được bắt đầu. Mong rằng không bị lag. Ok, đập rồi. Đập được các bạn. Ok, trận đấu xin phép được bắt đầu. Quân đoàn mèo hường đang tấn công mèo peo khổng lồ. Mèo peo khổng lồ đang cực kỳ vất vả để chống lại, nhưng mà có vẻ như là anh ấy là mặc dù nhìn có vẻ to cao ấy nhưng mà không biết được có chống lại cả một quân đoàn mèo hường đây. Hiện tượng giật lag đang xảy ra rồi, mong rằng là các bạn nhỏ mà coi được video này đấy đừng nghịch dại như mèo peo nhá. Rất là lag luôn các bạn ạ. Trời ơi, tôi bắt đầu thấy hiện tượng giật lag ở đây, hiện tượng đang giật lag bắt đầu rất là rõ luôn. Ủa, cái con mèo hồng nào không tấn công à? Ơ, tại sao nó không tấn công, tại sao chỉ có một nhóm tấn công vậy? Ủa lag thế. Thôi. Mình nghĩ là mình sẽ đứng ra xa xa một chút chứ mà đứng gần cho văng game đấy các bạn ạ. Kiếp thực sự luôn. Wow, con mèo hường. Các bạn nhìn này. Rồi mình sẽ chụp màn hình lại. Ok rồi, chụp màn hình lại cho nó ngầu các bạn ạ. Đấy, mình sẽ lấy cái ảnh vừa rồi làm ảnh bìa luôn. Hay mình sẽ chụp nó sát xuống một chút nhỉ. Đây, góc này đi. Ôi trời ơi, kiếp thật. Ê, hello mèo béo khổng lồ, ngẩng cái mặt em nào. Ngẩng cái mặt lên cho chụp cảnh bìa cái nào. Khiếp thật. Trời ơi, làm gì mà chảnh thế.
Lại ô các bạn đây nào. Ê, lô, anh mèo béo ơi. Anh mèo béo quay các bạn đây xem nào. Ok. Khiếp thật. Cho chụp cái ảnh là ảnh bìa cái. Khiếp cứ quay mặt thế này. Ok đây. Khiếp thật, vừa quay lên cái lại nhìn chỗ khác rồi. Trời ơi, cho xin kiểu ảnh mà không được các bạn ạ. Khiếp thật đây. Ok, chụp ảnh rồi. May quá, cuối cùng thì cũng mới chụp được một cái bức ảnh các bạn ạ. Để mình test thử xem cái bức ảnh này có ra gì không nhá. À, pen này. Hết rồi, bấm nhầm nút rồi. Bấm nhầm nút các bạn ạ, chết tớ. Bấm nhầm nút, bấm thiếu nút rồi. Bấm thiếu nút ALT. Để mình chụp lại phát nữa. Chụp lại phát ảnh nữa. Alo, anh mèo béo đâu ơi. Ngẩng cái đầu lên cái nem nào. Ngẩng đầu lên cho chụp cái ảnh thế nào. Quay mặt đây, rồi. Quay mặt ra đây. Alo, quay mặt ra đây xem nào. Trời ơi, khiếp thật, cứ phải quay mặt bên kia nhỉ. Ồ, khiếp thật. Không hiểu bên kia có cái gì, có gái xinh hay sao mà cứ nhìn qua bên kia đấy. Alo. Không biết là bên kia có cái gì mà nó cứ quay sang bên kia nhìn các bạn ạ. Ê, hello. Alo, Tikalo. Ê, thôi thì đứng đây chụp ảnh với các bạn. Cái gì đây? Mình vừa mới đi ra xong nó lại quay mặt xong xuống như nào? What the hell? Ok, cho ngẩng cái đầu lên cái xem nào. Ok. Đây rồi. Ok, đây. Đây rồi. Bây giờ lại quay mặt xuống rồi. Thôi. Mình nghĩ mình sẽ đứng ở đây đi. Kiên nhẫn đứng ở đây các bạn ạ. Kiên nhẫn đứng ở đây vậy. Đợi nó ngẩng mặt lên thôi. Chắc là do đang mải đánh con ở dưới. Nào, đánh nốt con này đi. Rồi ok. Ngẩng mặt lên, nhìn cái làm quả ảnh nào. Alo, chết thật. Ông này bị thoái hóa đốt súng cổ rồi. Chết rồi. Kiếp thật. Chụp quả ảnh thế không? Chụp quả ảnh bìa vất vả như thế. Anh em coi video này đừng quên để lại một like nhá. Làm cái thí nghiệm mà nhìn đơn giản thôi cũng vất vả phết đấy. Ngồi sửa file các thứ xong ngồi làm ảnh bìa các thứ. Hey, trời ơi. Mà chính ra mấy cái con này nó không lao tấn công à? Hình như là do cái map này nó quá to các bạn ạ. Thành ra là nó không tấn công được. Ủa, bây giờ anh mẹ béo lại giận dỗi gì mà quay mặt ra đây này. Đây. Ok rồi. Anh ấy đã quay mặt lại rồi. Ê. Cho xin kiểu ảnh cái em nào. Khiếp thật. Thôi tranh thủ mình ngồi mình thả thêm. Đây. Vừa thấy nó có mặt ra đây mà. Mình thả thêm mấy con mèo hồng vậy. Nhìn ảnh cho nó bắt mắt một tí. Hey, nhìn cho nhiều mèo hồng các bạn ạ. Hey. Để chụp cái ảnh bìa nhìn cho đẹp. Rồi ok. Các bạn đẹp ấy. Alo. Quay mặt ra đây cái em nào. Alo. Ê, ủa? Bây giờ là quay... Đây, được rồi. Tranh thủ chụp luôn. Ok luôn rồi. Đã có một cái ảnh bìa các bạn ạ. Ok, để mình test thử em nào. Ok, rồi ảnh bìa khá đẹp ấy. Được của nó luôn rồi. Thì mặc dù mình cũng không hiểu sao cái con mèo hồng này nó không chịu tấn công một con mèo to. Thôi mình nghĩ là mình sẽ thả luôn một con mèo khổng lồ ở đây luôn. Đó, thả luôn một con mèo khổng lồ ở đây cho nó nhanh các bạn ạ. Đó, chạy nhanh nhau. Đánh nhau đi anh em ơi. Ủa, tại sao con mèo béo lại chạy? Alo. Thôi, hiện tại tôi thấy mèo hồng đang bu lại. Thực ra cái thí nghiệm này mình làm vui là chính chứ quan trọng thắng thua gì đâu. Thực ra mục đích là chính là để chỉ cho anh em là cách làm thế nào để có thể phóng to được cái này. Rất là dễ luôn đấy. Phóng to một cái NPC lên rất là dễ, chỉ cần vào file chỉnh cái file model scale là thôi là xong. Cực kỳ đơn giản luôn. Hờ. Bởi vì mình thấy có rất nhiều anh em kêu là anh mèo béo thử làm cái con mèo béo to bằng boss tượng cổ đi. Ui, à đấy, nhắc nhở những bạn nào ủng hộ mèo béo làm mèo béo khổng lồ đánh nhau với boss tượng cổ khổng lồ thì đừng quên để lại lời phím 3 nhá. Chắc ở video lần sau mình sẽ làm một cái video liên quan đến mèo béo khổng lồ và boss tượng cổ khổng lồ các bạn ạ. Mình sẽ cho hai con to bằng tòa nhà luôn đấy, đánh nhau cho đã các bạn ạ. Rồi, thì mình nghĩ là cái video này có vẻ như khá là lag ở đây. Thực ra là mình lập cái video này ra chủ yếu là làm cho vui thôi, chứ đánh nhau gì tầm này. Rồi, chứ bây giờ mà chơi nữa chắc là máy mình hỏng luôn các bạn ạ, lag thực sự luôn. Khiếp thật. Ok, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và bổ ích đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo béo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.